Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch Đức Tô Lâm đã cài cắm nhân sự như thế nào? Nhân sự được lựa chọn đòi hỏi phải thật sự tiêu biểu, nổi trội và có đủ bản lĩnh phẩm chất trí tuệ, có năng lực lãnh đạo trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong đảng để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, phát biểu như vừa nêu tại cuộc họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng và ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm 29 tháng 8 năm 2024. Nhiều nhà quan sát tình hình chính trị ở Việt Nam cho rằng thực tế không như ông Tô Lâm phát biểu, vì một vài vị trí quan trọng mà ông vừa bổ nhiệm có vẻ toàn người theo phe cánh của ông. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 30 tháng 8 chỉ ra rằng nếu như nhìn vào cách bố trí nhân sự của ông Tô Lâm thì sẽ thấy người của Tô Lâm nắm giữ hầu hết những vị trí quan trọng để kiểm soát đảng, cộng sản và chính quyền. Một cách cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an ông Lương Tham Quang, một người hưng yên. Ông Quang là người thân cận của Tô Lâm. Cha của ông Quang là cận vệ riêng của cha Tô Lâm thời chiến tranh chống Mỹ Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Nguyễn Hải Ninh cũng là một người hưng yên. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, vị trí quan trọng đóng vai trò tổ chức những chương trình nghị sự là ông Nguyễn Duy Ngọc cũng là một người hưng yên. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vị trí phụ trách tất cả những vấn đề nhân sự của Đảng Cộng sản hiện nay là Lê Minh Hưng, một người thân cận của ông Tô Lâm cha của Lê Minh Hưng là cựu bộ trưởng Bộ Công an, người đỡ đầu cho sự nghiệp của ông Tô Lâm, Tiến sĩ Vũ nói thêm. Thêm vào đó, Tô Lâm còn điều động ông Nguyễn Hòa Bình là một thiếu tướng Công an, hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt kinh tế vĩ mô đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng thường trực, chịu trách nhiệm về các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô và đầu tư. Ông Bình sẽ chịu trách nhiệm điều hành chính phủ khi ông Phạm Minh Chính vắng mặt. Việc bố trí người như hiện nay theo ông Vũ là một sự nhân phân hóa rất lớn bên trong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã không còn tin vào người của các vùng miền khác hoặc là người ở các lĩnh vực khác. Chính vì lý do đó mà ông đã chỉ đưa những người thân tín của mình vào những vị trí then chốt trong chính quyền họ là những người có mối quan hệ gắn bó mật thiết từ gia đình hoặc người cùng quê hoặc cùng ngành dù cho những người được bổ nhiệm không được đào tạo hoặc có kinh nghiệm cần thiết ở những lĩnh vực, vực đó các vị lãnh đạo chính phủ việt nam lâu nay thường nói đến việc đặt lợi ích của quốc gia dân tộc và nhân dân lên trên hết thế nhưng thì trên thực tế đã và đang diễn ra tại việt nam thì nhiều chuyên gia nhận định rằng các vị ấy dường như không quan tâm đến lợi ích của quốc gia dân tộc và của nhân dân. Ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn hôm 30 tháng 8 nhận định rằng việc lựa chọn nhân sự có đủ phẩm chất cách mạng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nói từ mấy chục năm rồi và nó được quy định bằng văn bản trong các kỳ đại hội Đảng. Và trước Tô Lâm thì có Nguyễn Phú Trọng cũng thường xuyên nói về chuyện này. Nhưng trong 18 năm ông Trọng cầm quyền từ ghế Chủ tịch Quốc hội cho tới Tổng Bí Thư thì người ta chỉ thấy một đám sâu dân mọt nước và không thấy nhân tài nào nổi bật trong đảng cộng sản bây giờ tới lượt tô lâm cũng lặp lại những tuyên bố cũ của người tiền nhiệm thì chắc chắn tô lâm cũng không khác gì nguyễn phú trọng sẽ chỉ là con ông cháu cha lên nắm quyền và dĩ nhiên thì là không tránh khỏi việc chia phe chia phái ưu tiên phát triển thế lực tổng bí thư theo nhà hoạt động xã hội Trần Anh Quân qua hàng chục năm với hàng trăm văn bản quy định và hàng ngàn lời hô hào, nhưng dường như thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không tìm ra được nhân tài thanh liêm chính trực. Điều đó thì vẫn theo ông Quân thì chứng tỏ quy trình tuyển chọn nhân sự trong Đảng là hoàn toàn sai lầm. Do đó ông Quân cho rằng nếu như có một thứ cần thay đổi để mà tìm kiếm nhân tài lãnh đạo quốc gia thì chỉ có thể thay đổi quy trình cơ chế tuyển dụng nhân sự mà thay đổi cơ chế theo ông Quân thì chính là từ bỏ nhà nước độc tài, độc đảng. Vì nếu như ông Tô Lâm thật sự muốn đất nước phát triển thì ông ấy phải dám chấp nhận đa nguyên đa đảng để cho người dân có thể tự do bỏ phiếu bầu ra những lãnh đạo tài năng. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, tại cuộc họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khi đó đã nhấn mạnh về việc đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu. Ông Trọng còn cho biết đây là nguyên tắc cốt lõi trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội 14. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ nước Đức cho rằng các vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nói thì bao giờ cũng rất là hay nhưng trên thực tế làm bao giờ cũng rất là dở. Ông nêu dẫn chứng bởi vì nó đã chứng minh qua thực tế hơn hai nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng trong công tác nhân sự. Tất cả những ủy viên bộ chính trị ông ấy lựa chọn thì phần lớn đã bị ngã ngựa. Còn mười mấy ủy viên trung ương thì bị bắt, bị điều tra. Một số đã bị xét xử và có thể nói trong hơn 10 năm qua công tác nhân sự của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thất bại. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, nếu như thật sự vì đất nước, vì nhân dân, thì điều đầu tiên có thể làm là phải tiến hành dân chủ hóa trong đảng ông đài giải thích thêm tức là phải cho tất cả hơn trăm triệu người dân cũng như là đảng viên đảng cộng sản việt nam có cơ hội để họ được tự do ứng cử bầu cử trong đảng rồi sau đó tiến hành cải cách chính trị để mở rộng ra dân chủ toàn xã hội đây là cách làm tốt nhất Chứ nếu như mà vẫn lựa chọn qua tiểu ban nhân sự rồi thông qua ban tổ chức trung ương như là cách làm truyền thống từ xưa cho đến nay thì sẽ tiếp tục thất bại mà thôi. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, nếu như đặt tổ quốc và dân tộc lên trên thì vấn đề nhân sự của đảng cầm quyền hay là lãnh đạo của một quốc gia ban đầu là do tất cả đảng viên lựa chọn, sau đó đến toàn thể người dân lựa chọn, đó mới là lợi ích của dân tộc còn toàn bộ nhân sự cấp cao của đảng và đất nước đều do một người hay một bộ phận rất nhỏ trong đảng cầm quyền lựa chọn thì đó vẫn là lợi ích của một nhóm người mà thôi. Quốc hội bầu lại chủ tịch nước là thách thức của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong phiên họp bất thường lần thứ 8 ngày 26 tháng 8 vừa qua thì Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bổ nhiệm 3 phó thủ tướng, bộ trưởng mới cho nhiệm kỳ 2021-2026. Dễ quan sát xem đây là một đợt cải tổ nhân sự tương đối lớn sau khi Tô Lâm giữ chức Tổng Bí Thư. Đáng chú ý là vào cuối phiên họp bất thường trên thì Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới vào tháng 10 tới đây. Trong khi thì kỳ họp Quốc hội thường niên đây là thông tin chấm dứt các đồn đoán lâu nay về việc Tô Lâm có từ bỏ chức Chủ tịch nước hay không. Đây là điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn không muốn. Nếu như không được giữ chức Chủ tịch nước thì nó sẽ cản trở rất lớn các hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư và vai trò người thống lĩnh các lực lượng vũ trang sẽ không thuộc về ông Tô Lâm. Theo một số nhận xét cho đến thời điểm hiện nay thì mọi chủ trương hay là ý đồ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đều được cụ thể hóa trên thực tế một cách nhanh chóng và khó có thể đảo ngược theo giới quan sát quốc tế, lý do lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã tạm ưu ái để cho Tô Lâm đóng một lúc hai vai trò nhằm tạo điều kiện cho Tô Lâm trong chuyến công du Trung Quốc vào trung tuần tháng 8 vừa qua cũng như là chuyến đi Hoa Kỳ sắp tới dự kiến sẽ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, hai vai trò giúp cho Tô Lâm có vị thế ngang bằng với người đồng cấp Tập Cận Bình ở bên Trung Cộng còn tư cách chủ tịch nước giúp ông dự phiên họp khóa 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc và có thể kết hợp gặp gỡ giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ. Trong khi đó, tập thể bộ chính trị ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc có sự phân quyền trong tổ chức và lãnh đạo với lý do để tránh tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân dẫn đến tình trạng độc đoán độc tài như thời Tổng Bí thư Lê Duẩn và điều đó là trái với tinh thần lãnh đạo tập thể. Ngoài ra thì xét về bề dày kinh nghiệm và chuẩn mực lãnh đạo tối cao Tiểu Tô Lâm được đánh giá là hồ sơ lãnh đạo khá là mỏng. Các đời Tổng Bí thư gần đây đều làm à, chọn một nhiệm kỳ 5 năm trong tứ trụ hoặc trên cương vị thường trực ban bí thư. Trong khi đó thì Tô Lâm mới chỉ được bầu vào tứ trụ hồi trung tuần tháng 5 năm 2024. Nghĩa là ông chưa phục vụ chọn một nhiệm kỳ với tư cách là chủ tịch nước nhưng ông vẫn được chọn kế nhiệm tổng bí thư. Đây là điều trái với quy định 214 và tiêu chuẩn trở thành người lãnh đạo của đảng. Những điều kể trên cho thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chịu một sức ép rất lớn sau khi ông Tô Lâm lên cầm quyền. Cũng như nội bộ của Đảng chưa có sự đồng thuận theo kiểu nhất hồ bà ứng theo một số ý kiến thì tô lâm trên cương vị là người đứng đầu của đảng và nhà nước bị đánh giá là đang ở trong bối cảnh thập diện mai phục ông và phe cánh và đang phải đối diện với một tình thế là nội công ngoại kích của một số cá nhân và phe cánh trong đảng và những người này đang nỗ lực chống lại ý định trở thành tổng bí thư kiêm chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa ở bên trung cộng của tô lâm trong nhiều sự vụ gần đây thì người ta thấy ông tô lâm đã phải đặt vấn đề ban thảo với các phe cánh khác để tạo sự đồng thuận và thậm chí tổng bí thư tô lâm phải chấp nhận tháo lui dự kiến bố trí bí thư hưng yên nguyễn hữu nghĩa sang làm bộ trưởng bộ tài chính là một ví dụ tuy nhiên từ nay đến đại hội đảng 14 còn khoảng 16 tháng và đó là thời gian để cho các cá nhân và các phe cánh trong đảng nỗ lực đảo ngược tình thế cũng như thế, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bằng nỗ lực cao nhất của mình để khẳng định quyền lực độc tôn. Thế và lực của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm như thế nào? Sau kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập tức kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính phủ, cùng với đó thì ông Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng thường trực. Theo giới quan sát thì cá nhân sự các nhân sự phó thủ tướng trong nội các của Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay đã sạch bóng dáng của nhân sự do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm và số lượng 5 phó thủ tướng được đánh giá là quá dư thừa. Điều đó cho thấy Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chủ trương thay máu trong bộ máy chính trị cũ một cách sâu rộng để mà sắp xếp nhân sự mới phục vụ cho một triều đại mới. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông nhà nước đưa tin trong phát biểu với tiểu ban văn kiện Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Từ đó thì có nhận thức đúng về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng lần thứ 14. Phải chăng tuyên bố này của ông Tô Lâm báo hiệu là sẽ có những thay đổi lớn cho đất nước Việt Nam? Trên các trang mạng xã hội thì có nhiều ý kiến phân tích và nhận xét khác nhau, đa phần là hoài nghi, thiếu tin tưởng và không chỉ là slogan đừng nghe, hãy nhìn. Quan trọng hơn thì một số ý kiến cho rằng liệu Tô Lâm có qua nổi con nước tháng 10 sắp tới khi mà quốc hội bầu lại chức danh chủ tịch nước hay không. Theo những ý kiến này thì nếu như Tô Lâm không thực hiện mô hình nhất thể hóa giống như ở bên Trung Cộng, thì chắc chắn tổng bí thư tô lâm khó có thể nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng trong khi đó ông tô lâm đang đứng trước những thách thức và vấn đề đối nội cũng như là đối ngoại tiến sĩ đinh hoàng thắng một cựu quan chức ngoại giao việt nam tiết lộ lý do vì sao tổng bí thư tô lâm phải rời lịch cho chuyến thăm trung quốc sớm hơn dự kiến ông thắng nói ông tô lâm đã nhận được lời mời từ chính phủ mỹ một cuộc gặp gỡ chính thức giữa tổng Bí thư chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Joe Biden đang được lên kế hoạch, dịp ông Tô Lâm sang New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Nếu như xuất hiện trước thế giới như biểu tượng của sự chuyển giao, Tô Đại tướng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích từ nội bộ. Về mặt đối nội thì Tô Lâm đang phải đương đầu với thách thức phức tạp gấp bội, đó là việc tranh chấp quyền lực những những phe phái trong Đảng và nhân tố Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn chưa được bình định xong. Mối quan hệ giữa Tô Lâm và Trần Cầm Tú, người dự kiến sẽ ngồi ghế thường trực ban bí thư, để Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tịch nước vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, thì lập trường của phe quân đội thời hậu Nguyễn Phú Trọng rất là rõ ràng và dứt khoát, đó là quân đội chứ không phải là công an là trung tâm quyền lực. Đó là vì sao? Tuy ông Tô Lâm bí thư quân ủy trung ương nhưng vẫn không tranh thủ được sự ủng hộ từ bên quân đội chỉ dẫn ra ba ví dụ đã thấy nếu như các thế lực vừa kể bắt tay nhau thì sẽ là chuyện lớn và Tô Lâm sẽ không thể ngon ăn. Tổng bí thư Tô Lâm sẽ đào tận gốc chốc tận rễ di sản nhân sự cấp cao thân cận với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, trong thời gian tới thì các nhân vật Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai sẽ bị kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi đảng và cắt hết tất cả các chế độ dành cho cán bộ cấp cao, kể cả lương hưu và các khoản phụ cấp. Theo giới quan sát, nếu như chủ trương vừa kể của Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện được, thì sẽ gây nên một cơn địa chấn chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng Tô Lâm sẽ tiến hành một chiến dịch hồi tố trên diện rộng để tịch thu tài sản tham nhũng của các cựu quan chức, tương tự như là cải cách dụng đất trước đây? Điều vừa kể nếu trở thành sự thật thì Tổng bí thư Tô Lâm hãy coi chừng sẽ thành cánh là chữa lửa bằng xăng rất dễ cháy thành vả lầy. Bên cạnh đó thì chuyến thăm sắp tới của Tô Lâm đi Mỹ và đâu là trọng tâm của chuyến thăm. Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm có thể sẽ tham dự kỳ họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc ngày 10 và bế mạc ngày 24 tháng 9 tại New York. Hiện chưa có thông tin chính thức Tô Lâm có kết hợp chuyến làm việc tại Liên Hợp Quốc với một chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ hay không. Theo giới thạo tin thì hiện hai bên đang thương lượng nhiều vấn đề để quyết định về chuyến thăm này. Trong trường hợp Tổng bí thư Chủ tịch Đức Tô Lâm thăm chính thức Hoa Kỳ và hội kiến cùng với Tổng thống Joe Biden, nhân chuyến làm việc tại Liên Hợp Quốc, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng hai bên sẽ phải có quà cho nhau, vậy quà cho nhau sẽ là gì và điều kiện nào để họ gặp nhau. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhắc lại bức điện chúc mừng của Tổng thống Biden với Tô Lâm khi ông nhậm chức Tổng Bí thư và khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam tự cường độc lập thịnh vượng và điều này theo ông Hoàng Việt phản ánh mối quan tâm thực sự của Hoa Kỳ trong quan hệ với phía Việt Nam tổng bí thư tô lâm cũng muốn thể hiện vai trò của ông ấy sau khi đi trung quốc thì ông ấy sẽ đi mỹ và ông cũng muốn gặp tổng thống biden điều đó sẽ thể hiện vị thế của việt nam và của chính cá nhân ông đương nhiên thì phía biden cũng muốn gặp tô lâm vì vai trò của việt nam cũng nổi bật và tổng bí thư tô lâm vừa mới nhậm chức thì nếu như hai người gặp nhau thì sẽ tăng cường quan hệ hai nước Vấn đề là nếu như hai bên gặp nhau thì phải có một cái gì đó, một bước tiến nào đó chứ không chỉ gặp không. Tôi xin nói vui là hai bên có quà cho nhau, vậy quà này có thể là gì? Về vấn đề này ông Hoàng Việt phân tích tiếp. Hồi đầu tháng 8 thì Hoa Kỳ không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Phía Mỹ có cái lý riêng của họ khi họ đưa ra phân tích 6 tiêu chí của họ phía Việt Nam không hài lòng. Nhưng Mỹ cũng có vấn đề của họ, phía ông Biden có thể muốn gặp Tô Lâm để xoa dịu Việt Nam về vấn đề này. Tất nhiên thì món quà lần này sẽ vẫn chưa thể là quy chế thị trường cho Việt Nam. Nếu như Tổng thống Biden gặp Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm thì món quà có thể là ông Biden ra mắt một sắc lệnh nào đó cho thẩm quyền của ông ấy, tạm thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Việt Nam đó là những mặt hàng Việt Nam đang rất cần tìm đầu ra. Nếu như đặt được điều đó thì Mỹ giữ được cái mình cần mà Việt Nam thì cũng hài lòng, đó là điều tốt đẹp cho cả hai bên. Theo thông tin từ chính phủ hai nước thì hiện có hai thứ trưởng ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam gần như cùng một lúc. Người thứ nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnier Jenkins Ban này đến Hà Nội để chủ trì đối thoại chính trị an ninh quốc phòng lần thứ 13 hôm 26 tháng 8 cùng với người đồng cấp với Việt Nam là Hà Kim Ngọc. Người thứ hai là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Ura Jeza. Bà Jeza thăm Malaysia và Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 để thảo luận về nhân quyền hợp tác, nhân đạo và an ninh dân sự. Với hai chuyến thăm diễn ra trong cùng tháng 8 này, nhiều nhà quan sát cho rằng phải chăng hai chuyến thăm phản ánh hai mối quan tâm chủ chốt của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, quốc phòng và an ninh nhân quyền nhân đạo. Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ottawa, Canada, cho rằng nếu như Tô Lâm thăm Mỹ vào tháng 9 này, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chỉ mới được gần 4 tháng kể từ ngày ông nhậm chức chủ tịch nước và chưa tới 2 tháng sau khi ông tiếp quản ghế tổng bí thư của Đảng, có thể cả hai bên sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng như sau. Thứ nhất là an ninh khu vực, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể tập trung thảo luận về tình hình biển Đông và sự cân bằng quyền lực ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt khi Việt Nam đang ngày càng chịu sức ép từ Trung Quốc và Mỹ Việt cũng vừa nâng cấp bang giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Đây là thời điểm tuyệt vời để họ có thể đánh giá tổng quan mối quan hệ mới này sau một năm thực hiện. Thứ hai là hợp tác kinh tế. Việt Nam luôn nhấn mạnh và đề cao việc hợp tác kinh tế, nền tảng của những quan hệ bền vững hiện tại cũng như là tương lai Mỹ và phương Tây tôi nghĩ các vấn đề liên quan đến thương mại và đầu tư song phương đặc biệt là trong bối cảnh mỹ đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ trung cộng có thể sẽ là một trong những trọng tâm của ông tô lâm hơn thế nữa thì việc tiếp tục giữ môi trường thương mại đầu tư ổn định vẫn là sách lược hàng đầu để tô lâm có thể củng cố quyền lực đối phó với những nhóm quyền lực đã đang và sẽ tiếp tục chống ông tăng trưởng kinh tế của việt nam thì vẫn luôn là điểm sống còn của bất cứ thế lực cầm quyền nào của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn trong cộng đồng quốc tế. Thứ ba là về mặt nhân quyền, chính phủ Mỹ sẽ chứ không phải có thể tiếp tục nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền và yêu cầu cải thiện về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và các quyền dân sự khác tại Việt Nam. Dù chính quyền mới ở Hoa Thịnh Đốn sau ngày 5 tháng 11 là Donald Trump hay là Kamala Harris hay là một quốc hội đa số Cộng hòa hay Dân Chủ. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Việt Nam vẫn không thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân quyền và quyền chính trị, dân sự của người dân Việt Nam. Theo những thông tin tôi có được thì Hoa Kỳ sẽ ủng hộ bầu cử tự do và công bằng tại Việt Nam nếu đó là khát vọng của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, điều ta cần hiểu rằng Hoa kỳ cũng như là phương tây sẽ không bao giờ can dự vào chuyện nội trị của việt nam đòi hỏi bầu cử tự do và công bằng tại việt nam là chuyện nội bộ của việt nam thế giới tự do sẵn sàng ủng hộ nhân dân việt nam không thể làm thế người việt và chỉ có thể nhân dân việt nam mới có thể làm được điều này thế giới ủng hộ sau khi thăm trung quốc thì tôi nghĩ tô lâm và thế lực cầm quyền của ông hiện nay đang muốn thể hiện một chính sách đối ngoại cân bằng bằng cách thăm Hoa Kỳ và điều này sẽ giúp cho Việt Nam duy trì sự độc lập và không bị quá phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào và đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Trong quan hệ với Hoa Kỳ trọng tâm của Tô Lâm hiện nay có thể là muốn tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ để cân bằng với sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực Ngoài vấn đề nóng bỏng ở Biển Đông, Việt Nam cũng có tham vọng trở thành một cường quốc tầm trung, ít nhất là trong khu vực vài thập niên tới. Cho nên nhu cầu hợp tác với Mỹ và đồng minh không chỉ là vấn đề an ninh quốc phòng thuần túy, mà là mệnh lệnh thời đại để hiện đại sức mạnh quân sự của Việt Nam. Ngoài ra, thì ông Tô Lâm sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ để tạo ra sự đối trọng với các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc. Việt Nam mong muốn trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trật tự phân công lao động mới của Mỹ và phương Tây, bất chấp những nỗ lực của Trung Quốc thông qua hệ thống kinh tế BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Cuối cùng thì ông ấy sẽ chú trọng vào trường hợp hợp tác khoa học và công nghệ và cải thiện quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, xanh, tái tạo và y tế. Đây là những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập cũng như là tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của Việt Nam trong thế kỷ 21. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cải chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.